À, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ở đây là phía dưới tòa nhà khách sạn New World. Thì hiện tại Sài Gòn bây giờ là 9 giờ. Hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi lang thang một vòng ở khu Phạm Hồng Thái, đường Phạm Hồng Thái, và đi đến chợ đêm Bến Thành nha, để chúng ta xem cảnh ăn uống ở chợ đêm Bến Thành như thế nào ha. Giống như bây giờ, giống như là tưởng tượng chúng ta đang ở trong khách sạn New World và mình đi một vòng đi ra chợ để xem cái không khí ở chợ về đêm như thế nào ha. Thì lúc trước em cũng có quay một số hình ảnh về đêm chợ Bến Thành rồi, nhưng mà anh chị bạn cần xem rõ lại hơn những cái hình ảnh về đêm ở cái khu vực ăn uống, thì hôm nay chúng ta có dịp dạo bước trở lại ha. Bên đây là trục đường Phạm Hồng Thái nối dài đến Lê Lai, và con đường Lê Lai của chúng ta phía trước. Rồi, chúng ta đi qua đường nha. Hôm nay thì cái camera không có đem cái micro nên thành ra cái âm thanh của nó hơi nhỏ và hơi ồn, mong bà con cô bác thông cảm nha. Rồi đứt dép rồi. Cái khúc này cũng có rất là nhiều quán cà phê rồi quán ăn, quán lẩu. Ở trong hẻm này cũng có giữ xe nữa mà. Giữ xe để mình đi chợ Bến Thành đó. Các anh chị bạn nào mà đi xe máy thì mình giữ ở đây, hoặc là đi giữ ở bệnh viện. Ngay bệnh viện Sài Gòn thì cũng có chỗ giữ xe nữa. Đó, còn hôm nay mình tưởng tượng mình đang ở New World ha. New World mình đi bộ ra đây. Ở chỗ này cũng có rất là nhiều cái cửa hàng làm mấy cái Mika rồi nè, làm bảng biển hiệu rồi đó, mấy cái bảng tên để trên bàn rồi đó. Đó là ngay chỗ này cũng có ha. Hay là những cái lá cờ của các nước rồi đó, đồ lưu niệm, souvenir đó. Rồi chúng ta qua bên kia đường, đó là Nguyễn An Ninh và Trương Định. Bây giờ chúng ta đi qua đường nha. Cái đường Nguyễn An Ninh thì chuyên bán quần áo của đạo Hồi. Aluna Hotel. Hôm nay là đầu tuần nên thành ra cái lượng du khách không có đông ở đây nên bán cũng hơi vắng. Khu ăn uống thì nằm ở bên cửa Tây và cửa Đông. Mỗi cửa có một vài cái gian hàng ăn uống.
hôm nay thì không có đông cho lắm. Ở ngoài đây thì đa số những cái vật giá của nó hơi cao, từ vì ở đây chi phí cao lắm. Ở đây có những cái căn nhà xưa này. Những căn nhà này vẫn còn nó thuộc về kiến trúc văn hóa. Rồi chúng ta qua đây là cửa Tây, cửa Tây chợ Bến Thành rồi nè. Nó theo hướng này mình sẽ đi ra công viên 23 tháng 9. Và đây là trục đường Phan Chu Trinh. Ở đây có đây có các món bánh hỏi, heo quay, gà hấp hành, rồi bún mắm. Còn khu bên đây thì quần áo, giày dép. Còn một cái khu nữa, đó là khu cửa đông bán đặc sản của quán Hai Lúa. Thì có cá nướng, mực nướng, rồi bánh xèo, gà nướng, lẩu cá. Lúc này thì bán quần áo, vali, túi xách. Và ở chợ Bến Thành thì có một cái khu ăn uống đó nữa, đó là ở trên đường ở đây ta vệ sinh là chuẩn bị nghỉ rồi. Khu ăn uống trên đường Vũ Khoa Huân, Street Food. Ở đây người ta bán xong người ta dọn dẹp là nó phải vệ sinh lại. Cái Street Food ở trên đường Hữu Hôn nằm bên trái của chúng ta đây. Cái bên đây tới xíu nữa có cái khu ăn uống cũng rất là lớn. Đa số là người nước ngoài ở đó không. Và ở đây có cái nhà xưa và hình như giờ ở trên không còn sử dụng nữa. Chúng ta đi tới tí nữa thì có cái đường Phan Bội Châu. Ở đó có quán Hai Lúa, đặc sản bánh xèo rất là nổi tiếng. Nhưng mà ở đây thì giá nói chung là hơi rác tí, từ vì cái chi phí cao đó.
ví dụ như cái bánh xèo ở những cái cửa hàng, cái quán ăn khác thì có thể 30-40 ngàn, 1-2 đô đó, và nhưng mà ở đây thì có thể là 3-4 đô đó. Vì ở đây chi phí cao và nhân công bán về đêm nữa, nên giá nó hơi hơi cao tí. Bán cũng đầu tuần thì hơi vắng. Chúng ta lại cái khu ăn uống này nữa nè. Đây là cái ẩm thực hay lúa. Đây chỉ bán về đêm thôi. Nướng tôm, nướng cá. Rồi bên đây là nghêu, ba ba, rồi cua, rồi trứng lộn, bánh xèo. Ở đây thì ngày xưa em có ăn 1-2 lần, nhưng mà ngày hồi đó cách đây cũng cỡ 5-7 năm rồi, sau đó không có ăn nữa vì thấy cũng không thích hợp. Với lại ở đây đa phần là phục vụ cho người nước ngoài. Có kẹo mứt, rồi một số hình ảnh ở chợ Bến Thành, đặc biệt là khu ăn uống về đêm, gửi cho anh chị và các bạn chúng ta có dịp nhìn lại và cập nhật nha. Rồi thì video nãy giờ cũng đã dài rồi. Rồi em xin tạm dừng cái video tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đây có cái chú xích lô đang ngồi chờ khách đó. Đó là người chạy xe rất là lâu năm. Là cái vòng xoay Quách Thị Trang năm xưa. Qua bên kia là cái bệnh viện Sài Gòn, là bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Để tiện việc theo dõi video thì các anh chị có thể bấm nút đăng ký hoặc là hình cái chuông kế bên để khi mà có video mới thì các anh chị bạn cập nhật sớm hơn và nhanh hơn. Biết là những anh chị cô chú đã có cái comment yêu cầu em đến những cái địa điểm này địa điểm nọ đó, thì khi mà em có video mới các anh chị bạn khỏi cần phải tìm lại nữa ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi.